Xót xa Hồ Văn Cường lại bị chơi xấu sau khi vừa vui trở lại sau buổi họp fan. Sau bài viết của một ai đó bên Antifan đã mạo danh là ca sĩ Mạnh Quỳnh để công kích nói xấu Cường. Chứ thực ra theo tính cách của nam ca sĩ, khi dù có thương hay ghét Hồ Văn Cường cũng không bao giờ lên tiếng về điều đó vào lúc này. Vì ca sĩ nhí Hồ Văn Cường luôn là đề tài để cho các giấy báo chí và YouTuber viết bài. Anh cũng muốn mọi chuyện ồn ào kết thúc ở đây để cho người tình sân khấu của anh được anh yên nghỉ. Bài viết có tựa đề gửi ca sĩ Hồ Văn Cường: con hãy nhớ lại trước khi con thi Việt Nam Idol Kid con là ai. Trong bài viết này hơi dài và có những chi tiết thiêu diệt để lăng mạ Hồ Văn Cường. Nên ban biên tập sẽ không đọc ra hết ở đây để không mất lòng mọi người. Khi giờ đây Phi Nhung đã rời xa trần thế, người biết và hiểu hết nội tình từ bên trong là giọng ca đất Gò Công lại không muốn lên tiếng phân trần hay biện minh gì về việc lùm xùm giữa hai mẹ con em. Thì thiết nghĩ người ngoài cũng không nên phán xét hay soi mói về mối quan hệ này hoài như vậy. Việc Hồ Văn Cường lập bàn thờ cúng mẹ nuôi tại nhà đã làm minh chứng tốt nhất để chứng minh cậu bé là người như thế nào. Cường đã theo mẹ nuôi Phi Nhung 6 năm khi có thể hai mẹ con đã từng không hiểu nhau hay bất đồng quan điểm. Thì tình mẹ con vẫn còn đó, đâu thể vì mẹ đã ra đi hay lùm xùm tiền bạc mà có thể buông bỏ một cách dễ dàng được. Nếu nói về việc Cường đã từng có lỗi sai trong cách hành xử với mẹ nuôi trong quá khứ, thì tất cả những người con nuôi khác cũng vậy, chẳng qua là vì so với các con nuôi khác, Cường được nhiều người yêu thương và được công chúng biết đến nhiều hơn nên mới chính là thế thân để cho cộng đồng mạng bám vào đó để khai thác để phân phui mọi thứ. Mà ngay cả những người tự xưng là bác, cô, chú, anh, chị cũng cố tình không hiểu vấn đề. Mà cũng hùa theo các anti-fan để đay nghiến, thậm chí là hạ. Nếu thực sự ai đó muốn cố ca sĩ Phi Nhung ra đi thanh thản thì làm ơn đừng tiếp tục nhắc đến hay cố ý đá xéo gì về Hồ Văn Cường. Thật sự là tiếc cho sự ra đi của Phi Nhung. Sự ra đi của Phi Nhung là điều Cường không thể ngờ. Trước khi ra đi Cường đã nói là nhiều chuyện đến với em và em không biết xử lý như thế nào. Chỉ những người trong cuộc mới hiểu và em cũng mong mọi chuyện khép lại ở đây gần. Cường vẫn rất biết ơn và trân trọng những tình cảm mà Phi Nhung đã dành cho Cường. Quản lý của Phi Nhung nhận quả đắng khi Wendy chúc mừng Hồ Văn Cường và nói câu thâm thúy. Gửi đến những người đang có ác cảm với Hồ Văn Cường. Tôi là một giáo viên và là một người mẹ, tôi đã theo dõi và tìm hiểu tận tường vụ việc giữa cố ca sĩ Phi Nhung Hồ Văn Cường. Tôi không bênh vực ai, chỉ suy nghĩ theo lẽ phải và khách quan trên cương vị là một người quan tâm đến các vấn đề xã hội. Tôi rất yêu giọng hát của cố ca sĩ Phi Nhung và cũng rất quý giọng hát trời phú của Hồ Văn Cường. Tôi tin chắc những ai theo dõi Phi Nhung Hồ Văn Cường cũng sẽ giống như tôi yêu cả hai mẹ con trên sân khấu. Phi Nhung không may mất đi do đại dịch cũng giống như hàng triệu người trên thế giới, rất buồn, rất đau, rất tiếc nuối. Nhưng có lẽ chúng ta là người phàm mắt thịt trong cuộc sống đôi lúc cũng mắc sai lầm, có thể do vô tình hay cố ý, đó cũng là lẽ thường tình. Giá như ngày trước Phi Nhung minh bạch trong chuyện tiền nong với con trai mình thì đâu có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng, Hoa hậu Phương Lê có những buổi live stream trên mạng xã hội. Và nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, nhà báo lên tiếng về lùm xùm nhiều tháng qua. Mình không phải là Phi Nhung nên không hiểu được, còn về phía Hồ Văn Cường như chúng ta biết em ấy chưa bao giờ lên tiếng về chuyện tiền nong. Chỉ những người trong xã hội thấy bất bình lên tiếng thôi, thậm chí sau khi Phi Nhung mất, ekip của Phi Nhung đưa bao nhiêu em ấy nhận bấy nhiêu. Chứ không thể nói dù các khoản thu nhập từ Cường là rất lớn. Từ đó chúng ta thấy Hồ Văn Cường không phải vì tiền mà để mọi người nói xấu mẹ nuôi. Từ ngày Hồ Văn Cường xuất hiện trong cuộc thi Việt Nam Idol Kids, chúng ta cũng đã từng chứng kiến một cậu bé hiền lành chân chất và gia đình em ấy cũng thế. Từ đó đến nay em vẫn thế, vẫn tính rụt rè, ít nói, sống nội tâm không hơn thua. Chúng ta đã từng làm cha làm mẹ thì hiểu khi nuôi dưỡng một đứa trẻ đến tuổi dậy thì những biến đổi về tâm sinh lý cộng thêm kinh nghiệm sống chưa có. Có thể có những hành động hoặc lời nói làm chúng ta không hài lòng âu cũng chuyện bình thường, gia đình nào cũng thế. Quan trọng là bản chất con người của Hồ Văn Cường rất đáng quý, đáng để chúng ta yêu thương, đùm bọc trong vụ drama này. Ngoài những người thương yêu, đồng cảm với Hồ Văn Cường còn nhiều người vẫn buông những lời nói, hành động cay độc với Cường mà cảm thấy đau lòng xót xa cho Cường. Mẹ Nhung mất đi là sự mất mát lớn của Cường, không được sở hữu các kênh YouTube, fanpage Facebook của mình. Bây giờ mọi thứ Cường phải làm lại từ đầu rất khó khăn gian khổ, ấy vậy mà nhiều người cố tình công kích, lang mạ, bôi nhọ một đứa trẻ mới chập chững vào đời. Nếu không trao cho nhau được những điều tốt đẹp thì thôi, cũng xin mọi người đừng tiếp tục vùi dập một con người đáng thương như thế. Tôi cũng mong những người đang sở hữu các kênh riêng của Cường hãy trả lại cho Cường để Cường có thể phát triển tiếp con đường âm nhạc. Cho Cường tiếp tục được hát bằng trái tim tô đẹp thêm cho dòng nhạc dân ca trữ tình Việt Nam.
Bất ngờ bị hủy show, Hồ Văn Cường được người hâm mộ tổ chức tiệc riêng. Chương trình Little Star Dream sẽ diễn ra vào tối 22 tháng 1 bất ngờ bị hoãn khiến nhiều khán giả, nghệ sĩ tham gia tiếc nuối. Nhân cơ hội này, người hâm mộ Hồ Văn Cường đã tổ chức buổi tiệc riêng cho nam ca sĩ. Đây là cơ hội để giọng ca gốc Tiền Giang gặp gỡ và tâm sự của người hâm mộ sau những ồn ào, biến cố vừa qua. MC Hồ Văn Cường đã tổ chức buổi tiệc rất chu đáo tại một nhà hàng rộng rãi, số lượng người tham gia đông hơn dự kiến. Họ cũng mặc áo đồng phục màu xanh đọt chuối đặc trưng, chuẩn bị nhiều hoa quả đến thần tượng. Thậm chí người hâm mộ ở Pháp, Mỹ đã gửi hoa đến cho nam ca sĩ. Sau khi sự kiện kết thúc thành công tốt đẹp, đại diện MC Hồ Văn Cường chia sẻ một buổi gặp gỡ cuối năm số lượng người vượt xa dự kiến và thành công hơn cả kỳ vọng. Cảm ơn cả nhà đã dành tình cảm lớn lao và đáng trân trọng cho thằng bé. Hôm nay bản thân quản trị viên đã mấy lần phải nén và quay mặt đi cố giấu giọt nước mắt đã trực tràn. Phần thì mừng cho cháu nó, phần vì cảm động khi chứng kiến tấm lòng của cả nhà yêu thương đong đầy. Hiện tại nam ca sĩ hoạt động tự do và không có công ty quản lý nào, đại diện MC Hồ Văn Cường chia sẻ. MC cũng xin đính chính thông tin Hồ Văn Cường hiện tại là một ca sĩ tự do không lệ thuộc vào bất kỳ công ty nào như các thông tin sai lệch trên truyền thông. Mong mọi người lưu ý, Hồ Văn Cường chưa có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào, tất cả các tài khoản mang tên Hồ Văn Cường là giả mạo. Thời gian gần đây Hồ Văn Cường được danh ca Ngọc Sơn nhận làm học trò cùng bầu Thụy Hậu thuẫn con đường nghệ thuật. Nam danh ca xem giọng ca gốc Tiền Giang như một người cháu trong gia đình, hướng dẫn tận tình, chỉnh từng lời bài hát. Không chỉ giảng dạy thanh nhạc cho Hồ Văn Cường, nam danh ca kết hợp cùng doanh nhân bầu Thụy tổ chức các sự kiện âm nhạc giúp nam ca sĩ dễ dàng trên con đường trở lại hoạt động âm nhạc.